giống bí hồ lô phải không? Bí dài chị. Bí dài. Cỡ 7 kg đi ha. Để vô bọc thì cắm hơi cho dễ. Lựa vô leo lên nha chị. Sáng giờ thì mấy chị em tụi con hái mấy cái rau củ ở vườn rồi nè cô chú ơi. Là cái này thì giờ mấy chị em sẽ lựa ra nha. Bỏ mới. Có lớn có nhỏ luôn. Cái bự hết kìa. Cái này nè. Cái trái vậy dễ bán. Này bỏ mối lại cho cô bán là vừa. Thêm nữa. Được chưa? Cá ha? Chưa. Cái nhỏ. Lớn nhỏ. Mấy ký vậy? Cái bự được mấy 6 ký. Ê trời ơi. Chị chứ nhỏ đó được rồi, chứ nhỏ nhẹ. Cái gì nhẹ được rồi. Sao ký mấy? Yếu không? Không lấy cái bự tặng thêm cho cô đi. Mẹ dư dư đi. Bán dư dư đi. Được rồi đó. Rồi. Trời. Quá luôn. Cái này để lại. Cái này là mình sẽ giao cho mẹ của bé Lụa. Cô có đặt thêm 3 kg bầu nữa chị. Mà chưa có bầu. Chưa có, chắc vài bữa mới giao được. Ấy da. Đi giao ngon quá. Mình giao lên cho cô rồi. Cô bán từ sáng tới chiều á. Bán ở bên khu công nghiệp á, cảm ơn. Dạ, đẩy dài dài xuống cái đường chị trong. Cái sọt á. Là đẩy xe đẩy luôn ha. Đẩy xe đẩy, cô gỡ cái bánh á. Đây. Ngon ha. Này bự quá. Dưa leo mà trái thẳng mà vừa vừa là dễ bán lắm á. Trái gì nè. Dạ. Tầm này nè. Vừa ăn. Cỡ này làm dưa ngon. Rồi, này chắc cỡ 3 ký nữa. Bỏ lên căn thử đi. Trừ ra trừ cái sọt ra còn cái đó nhiêu ký? Cái này 2 ký 8. Ủa 3 ký 8 chứ. 3 ký 8 còn 3 ký 3. Ừ. Bí thì mấy chị em tụi con đã phân ra xong rồi cô chú ơi, giờ sẽ đem lên để mà giao cho mẹ của bé Lụa nha. Chiều nay thì cô sẽ đi qua ngoài Bình Hòa để bán. Dạ, con chào ba. Dạ. Hôm trước khi mà chị An đến thì thấy cái phần bản lề cửa của gia đình nó bị hư á cô chú. Cô thì chỉ dùng có 2 cái sợi dây để mà cột lại thôi, cho nên nó là có nhờ anh Nhật lên để mà sửa chữa lại. Thì ngày hôm nay là trước lúc mà mấy chị em lên thì anh Nhật cũng đã lên để mà xem cái phần cửa rồi. Bây giờ thì mình để bí ở đây đi rồi mình đi vô trong đi chị Nhàn ha. Dạ, con chào cô. Dạ, cô thấy cô. Dạ. Con đem bí ra cho cô. Dạ. 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 Hôm qua, dưa leo nè, với bí đao, với bên này bí gợ. Dạ, vậy là mình gộp chung vô luôn hả cô ha? Dạ, gộp chung đi chứ không có không xuống dưới vậy ta hù. Dạ, không sao ạ. Bí hôm qua cô lấy về rồi cô bán được không? Được, mà cũng còn bên má, có dưa leo hơi nhiều. Dưa leo nhiều ha. Dạ, cái này bật đèn ở đâu cô? Có bật đây. Nóng dữ lắm rồi Nhật ơi. Tôi có nhà ở nhà là tôi nằm nghỉ, tôi lại nhà tôi teo trong cái sàn nằm đỡ ăn. Dạ. Thích mình đi bán thôi. Dạ. Thường là cô đi bán là chỉ bán buổi chiều thôi hả cô? Buổi sáng 4 giờ đi qua chợ anh qua mua đồ rồi. Mà 3 giờ hết vậy rồi. 3 giờ dậy rồi 4 giờ là mình qua bển mình bổ đồ rồi. Dạ, bán. Mua đồ bán rồi. Rồi bắt đầu đi đẩy dài dài xuống Bình Phú với đó. Dạ. Đi bọc lên cầu sắt Mùi Dương. Buổi chiều là cỡ giờ này là mình chuẩn bị đi hả con ha? Mỗi bữa 1 giờ đi rồi bán chậm ghế vậy tới 2 giờ qua. Tại nắng quá người ta nắng. Không ai ra đường hết trơn. Cái ghế đi ghế cũng quải thôi 2 giờ mới đi. Dạ thường buổi chiều là cô đậu bán ở đâu? À, đậu ngay chỗ bến đò, chắc đồ xong rồi mới đẩy dài xuống dưới mương Tân Thanh với. Dạ. Mà đậu ngay bến cảng là nhiều. Nên đa phần nó có công nhân cái chuyện nó ra đó. Dạ. Thường khi nó cũng mua tiếp mình. Mà giờ chia sẻ ra nhiều quá nhiều cái bán cũng chậm ghê. Dạ. Mình không có đất cát thì bán đồng nào cũng đỡ đồng mấy một chút. Cái... nóng ghê, nóng lắm luôn. Dạ, tại vì to mà nhà của mình thì nó thấp nữa thấp. Cô. Cái cửa này là mình sử dụng lâu chưa cô hả? Cũng lâu rồi, 7 năm rồi đó. Ồ, 7 năm 7, rồi đó. 8 năm chứ. Vậy là từ lúc mà nó xuất bản lề tới giờ là mình không có sổ luôn hả cô?
có ai đâu sửa, không có ai sửa hết trơn rồi. Bỏ rồi, lấy mẹ mới lấy dây bắt kiền lại. Con này con... mọc mở cửa rồi còn yên. Ừ. Rồi bắt kiền là gì không đó. Mấy cái kẽm thì con thấy nó còn im nhưng mà to thì nó mục hết rồi, bắt đầu nó lủng lỗ tùm lum hết rồi. Cái này mình sửa lại là mình mua gì, đồ nhiều không anh Nhật? Có mình gắn, nếu mà gắn xài đỏ rồi thì gắn bản lề thôi. Vậy là chỉ cần đưa hai cái bản lề vô là kẹp lại được rồi đúng không? Rồi. Nhà này hồi làng mới có. Dạ, cái này cái sườn này là mấy cái cột này là của nhà nước hỗ trợ. Cột này của nhà nước cho. Bê tông là của nhà nước không? Dạ, cứ nhìn thấy bê tông là biết của nhà nước hỗ trợ. Khoan vô mình xài đỡ cho nó xài được hơi lâu chút dính sắt nấu đổi máy mũi khoan mà anh khoan sâu bắt vô đó. Tại vì lỗ nó tắt hơi, nó hơi bự. Ừ, nó cạn luôn. Không dám pha ngoài sợ được. Hay còn vậy trong lúc chờ anh Nhật làm thì giờ mấy cô cháu mình ra ngoài đi ha, rồi xíu nữa đợi anh Nhật làm xong rồi mình vô coi nha cô. Anh Nhật làm giùm em nha. Dạ mình ngồi đó đi cô ha. Ừ, nhanh chóng đi. Dạ.
Dạ đưa cây ba. Dạ, bà quạt cho mát. Dạ, bà quạt cho mát đi. Mấy cái lỗ bên đó thường mưa là nó có bị dột không con? Nó tạt hết. Miễn mầm gió ở dưới mà hởi lên thì nó tạt nha. Nhưng mà con thấy nó trống cũng nhiều, với lại nhà của mình thì mối mọt ăn cũng nhiều quá chừng rồi. Nó mưa nó biểu chứ. Như là ngoài đây này, mưa nó tạt, tạt cho tới đi luôn nè. Dạ. Để đóng vô lao á, cái chợt, sợ bà đi, mẹ đi cái chợt á. Dạ. Để đang chấm chấm chấm, nhà khi đi bán không có ai nhà đó, nó sợ bà đi cái chợt để. Bình thường cô đi bán nhà rồi ở nhà cơm nước ai lo? Nấu sẵn rồi mới đi. Nấu sẵn rồi mới đi. Phê cũng nấu sẵn rồi, phê nấu sẵn cho Nhung đem công ty ăn rồi mới đi. Còn 3 giờ cái gì nấu á. Dạ. Nấu cái bãi nhà bà ăn luôn à. Còn em Lụa thì đi học ở trên đó, có thường về thăm nhà không cô? Ít lắm, đi lần sai sống với đi tốn tiền nữa. 500-700 ngàn nữa thôi, ở ngoài học đi lấy tiền để té ra mình ăn, nó đỡ anh chút. Dạ. Bữa đó nó về, tôi với mẹ không cho về. Nó Nhung kêu về đi, chứ lâu lâu mới được nghỉ ngày lễ á. Nó về rồi tốn tiền 500-700 ngàn, rồi nó sai xe tội nghiệp á. Để cho anh ta học rồi được ăn nữa. Đón xe, ý ấy xe về trễ tới 9 giờ mới vô tới chợ. Vậy là lễ rồi là em có về nhà chơi. Đó, hôm qua gì ăn đi quay rồi. Dạ, qua chị An ghé thì con thấy có em ở nhà. Hôm nay thì con nghe nói là em đi rồi. Dạ. Dạ. Rồi em đi học ở trên đó vậy rồi hàng tháng là cô gửi tiền lên để em chi tiêu sinh hoạt hay sao cô? Có, nó nói có chú thanh lý dễ cho nó mới. Dạ. Nó về lâu lâu thì cho nó ít tiền. Vậy là khi nào em về thì gửi thêm cho em. Dạ. Thì cô ở đây thì đi làm để mà lo cho bé Hồng cũng như là cho bà nữa. Dạ. Cỡ này con thấy nắng quá trời luôn vậy, buổi trưa cô đẩy đi bán như bán được không cô? Không, bán cũng chậm mà người ta thấy mình quen với người ta bán, mình bán thiệt tình người ta cũng mua tiếp mình. Còn mấy xe kia bán không được. Sao dây leo bây giờ ngộ vậy? Cái gì ăn nó ngét hả chồng? Bán mấy xe kia người ta đẩy nhất hết trơn. Sát cô bẩm tần ăn tà nó ngét. Nhà vua đó con cũng không biết sao nữa, nhưng mà vua của mấy chị em tụi con chồng ở nhà là không có xịt thuốc, ăn nó không có bị đắng. Đi ra ông chồng trúng cái ghê mà không xịt thuốc, cũng nó không xịt thuốc mà trúng hơn bí em lấy bên chợ bên luôn á. Dạ, không, không có nhận thuốc. Thì bí nó đẹp gì đâu, bên đây đổ ra thấy nhót ruột, tôi cắt tôi cưng dữ lắm. Hôm qua chút đây cái xe đẩy á. Nên đổ gì đâu mà mạnh tay. Dạ, tại vì đổ mạnh thì nó chạy, nhìn cái bí nó cũ á. Chứ mình lót cái dưới lót bi tiết rồi nó đâu có nhập đâu. Dạ. Cái xe đẩy bên có tấm bi tiết á, lót. Dạ, rồi cô về vậy rồi cái xe để bển ai coi? Để bển không, hồi đó giờ mười mấy năm nay luôn. Ăn rồi lấy ra. Nhiều khi nó ăn phải nó đậy lại cũng được. Khi ăn rồi nó bỏ thí mẹ nó héo trơn. Dạ, bên ta thấy mình tội nghiệp á. Cái đầu người ta nó để mày dãy xuống dốc lên đó, dốc với mày chết. Dạ. Rồi cái người ta cho gỡ vậy, không có lấy tiền nó bạc chứ. Mà mình cho đồ người ta cũng ít ăn lắm. Dạ. Lâu người ta lại xin miếng gì thôi chứ người ta không có lấy. Rồi tối thì sao cô? Tối thì để thí lại gì luôn. Rồi cũng để thí lại luôn. Ta thấy mình quen. Không sao. Rồi hồi đó giờ để vậy có khi nào mất đồ không? Có mắc đồ gãy nữa lấy ăn hoài kệ ai ăn nghe. Dạ, tại sao tôi nói ăn rồi cái đậy lại giùm thôi, nắng này nè cái nó luộc rau hư trơn à. Dạ. Ăn cũng nói ai ăn thì đậy lại giùm cảm ơn thôi, nó luộc chín rau. Dạ. Chủ yếu là để bển bà con thương thì người ta cũng dòm giùm mình chứ đi qua đi lại nhiều khi người ta không biết mình ở đâu mà mua. Con chị ăn bà nói trời để chỗ xe này im quá. Ở bà bển á. Dạ. Cái phần ổ điện này là mình nó lỏng nó sức hàng bên đó. Hôm qua Trang mới ghi mấy thấy lụa dễ ăn lụa xong mình làm cái khơi dưới lụa ghê quá à. Ổ điện gì em chưa sửa lại nó phải là nó sửa. bị vuột ốc hay sao cô? À nó vuột ốc bên đây mắt anh con nó rớt con á, nếu nó thấy còn ghim được cái nó ghim. Ôi trời đất, coi cái bảng điện. Lát nữa con nhờ anh Nhật là làm lại cái phần bảng điện ở ngoài này với lại ở trong kia cho bé luôn, cho mình dễ sử dụng hả con ha. Tại vì mấy cái này thì mình xài lâu á, nó liên quan tới sức khỏe đồ của mình thì nên cẩn thận một xíu. Dạ. Bí nó là đem qua bển là cô bán lẻ ra là bán giá được không cô? Bán được có khi 15 ngàn, 16 ngàn. Có khi 15, 16 ngàn. Nhìn thường là mấy cái đồ gãy này là giá cả là cô cập nhật ở đâu? Lấy của quen của con Liên á, lấy nó hồi đó giờ mười mấy hai chục năm nay rồi đó. Yeah. Rồi đi qua cái đường nào ngon thì nó lựa sẵn để đó đó, rồi ra thì đi còn món nào thì lấy, còn hết thì để đó nó bán lại. Yeah. Nó thấy mình cũng đơn chiếc không ai đó, nó lo sẵn rồi. Lần chồng nó còn sống vậy nó lựa chị Huệ, nó lựa rồi đẹp cho chị Huệ bán, tại vì chị Huệ ở chính giữa không có ta xung quanh ta bán hết trơn rồi. Yeah. Rồi nó lựa đồ cái nó thấy mình
lựa đồ cũng được không ạ? Với mình lấy con ngói nó lấy hoài không có trẻ qua chứ. Nhưng khi đôi mấy tháng dịch đó không có tiền cái đi qua lấy tại là đâu có trả đâu. Để ghi cái nó cũng không nói gì chứ, chị lấy đi tại em biết em với chị cùng khổ không ạ. Rồi cái nó bán chịu đó là nó trả. Vậy là người ta cũng cho mình gói đầu ha. Đúng rồi. Rồi rồi bữa đó trúng số cái đồ đem qua trả nó cái mọt hết. Dạ. Nó mà không ai tốn. Sức khỏe của bà dạo này tốt không ba? Dạ. Tiêm nữa đem ấy đem nước không lợi mệt ná thở. Bà có biết từ tình trạng sức khỏe của mình không cô? Giỏi mình. Mình phát hiện bao lâu rồi con? Mình có tấm chung ăn chung gì đó, mà tới giờ tự ăn chung dọn riêng cho ba ăn gì đó. Dạ, vậy là mình không dám cho biết. Nhưng mà tình hình sức khỏe của bà hiện tại là ổn định không con? Cũng được, bà ăn uống thì hơi ít một chút. Bữa nay nấu cháo cho bà. Dạ, thì lúc mà đi khám ở trên đó thì bác sĩ họ có chỉ định cho mình đó là sẽ có cái phương hướng nào để điều trị hay là có cần phải tái khám gì không? Có, đi cái đó nó nhiều tiền quá à. Đi lần là nội tiền xe với nó không là mấy triệu bạc á. Mà mỗi tháng thuốc hoài cái bán án, thấy tôi hết tiền rồi bà. Thôi giờ không có ba nữa. Dạ. Bây giờ mình uống thuốc nam thì thấy tình hình nó có thuyên giảm hơn không cô? Thấy uống thì thấy cũng hơi khỏe mà không có đi khám lại luôn. Đi khám lại rồi thấy bao cũng được thôi để uống hoài. Mình thì viên cái đó keo keo vô. Mấy cái thuốc nó là ở đâu cô? Thuốc của cô ông thầy đó trong chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên. Vô chồng uống ba cũng mua được. Dễ gì khó gặp ông thầy lắm. Cũng mong bà đổ ta chỉ. Gặp để con làm coi mạch thôi. Bây giờ ông đi nước này nước kia. Dạ. Rồi mỗi lần mà hết thuốc thì mình phải làm thuốc sao? Thuốc thì em viện chị của ông, mà chị của ông rất tốt bụng, thấy em thương lắm luôn. Thấy viện vô là giá nào cũng phải ấy thuốc cho bà con em. Dạ, rồi mỗi lần mà người ta cho như vậy thì mình về uống được bao lâu hết cô? Uống cũng mấy tháng. Mấy tháng rồi. Một lần uống chỉ có 20 viên à. Như ở sớm này người ta cũng vô trọng, nhưng tính nó hoàn cảnh mình ta biết gần đó. Cái bà thấy thương, bà tụi mình cho. Dạ. Bà nói không nói cho ai, chỉ nói cho mẹ con của ấy. Dạ. Cũng hy vọng là bà uống nước chịu và sức khỏe của bà sẽ thuyên giảm và cũng đỡ hơn dần dần. Ông nói ông đi đủ nước không nhắc nước. Nước bà ngoại á. Dạ. Mấy nước ngoại tiền kiểu vàng. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi cô? Mẹ được 68 tuổi. 68 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Giờ chủ yếu là bà chỉ ở nhà rồi quanh quẩn ở nhà trong nhà dạ, thôi. Cô đi bán thì về có người ở nhà giữ nhà rồi cũng đỡ. Đi bán có miếng có ơn, bán hồng đi học buổi chiều thì ở đây tối chút mới đi bán, còn miếng hồng học sớm thì đi sớm. Em hồng năm nay là học lớp mấy rồi cô? 11 rồi. Dạ. Thì cũng gần cuối năm rồi, giờ này con thấy mấy em là ai cũng học nhiều hết, bận rộn quá trời. Cố gắng học lắm, nhiều khi nó tranh thủ học ngày dì An nó nói đi chủ nhật đi dưới á, dạ. Trên đây là học tới nửa đêm đó, học nhanh là kịp á, không mới đi dưới được, thôi đi dưới là thêm là không học được mấy môn nữa đó. Vậy là phải tranh thủ thời gian để học. Ở với mấy cô nấu cơm đó. Dạ. Nó mắc cỡ lắm, nó ngại lắm đó. Dạ. Giang kêu hết biết là mẹ Giang kêu con mà con ngại. Nó mắc cỡ lắm, phải như con lụa. Dạ, từ con lụa nó dạng lắm. Tiếp xúc với mấy chị em tụi con riết thì bé nó sẽ dần dần quen thôi. Tại vì ở dưới thì mấy chị em tụi con cũng giống như một gia đình rồi. Dạ, về thì cô cứ nói thêm với bé cứ mạnh dạn rồi cứ hòa đồng rồi vui chơi với lại các em không có sao hết. Dạ. Thường là cô bán bí rọ này nè, cô là bán trái được bự hay là trái nhỏ? Trái vừa vừa. Ừ. Cô coi bí nha. Trái gọn gọn cái gì nè? Tại vì mấy chị em không có biết là bình thường mình ra sẽ dễ là trái nào á cô. Rồi để nữa rồi mấy chị em nữa sắc trái ngồi rồi gì nè. Ngồi rồi ha. Vì lại mấy trái gì thì sẽ gì dễ bán hơn, người ta nấu được nồi canh vừa đủ. Trái bự là mình mới trẻ làm hai. Vậy là thường á là mấy cái trái gọn gọn như là người ta nấu đủ nồi canh người ta mua nhiều hả cô? Tại mình để theo sớm á. Cái này là mấy chị em con lựa mấy trái bí non nhất á. Lựa ngon nhất đem lên cho cô. Cũng trúng quá ha. Dạ. Được cái nhờ chỗ đó đất tốt.
không xịt thuốc mà cũng mới ham. Dạ. Hậu qua ông anh nói bí đao này là anh không xịt thuốc luôn rồi. Nhưng mà không xịt thuốc mà trái nó bóng nó đẹp dữ. Dạ, hầu như rau ở vườn nhà con là không có gì xịt hết trơn. À, vậy ăn cũng không sợ. Dạ, bỏ mối lại cho cô bán thì cô cũng quảng cáo mạnh miệng cho mọi người. Mấy chị em sẽ để lại cho cô giá tốt với lại là sẽ gói đầu luôn. Nên là cô cứ yên tâm bán đi, không có lo về vấn đề trả trước. Dạ. Không sao hết, cô cứ đi bán đi, khi nào mình nhà hết đồ thì cái dạ hết đồ thì cứ gọi cho tụi con rồi tụi con đem lên cho cô. Chứ sao đẩy thì được, hồi lần bọc bí này bán buổi sáng chiều không đủ. Giờ đẩy thì được mới chậm, tại vì mấy xe đồ lao nó giao 10.000 bọc 10.000 bọc đó. Dạ. Nó thấy mình bán cái khúc nào được thì tiếng cho nó giao hoài. Bán không bằng ta. 10.000 bọc thật sự đồ của nó là đồ lỡ mà đâu phải như đồ nguyên như của mình đâu. Dạ. Tại người ta bây giờ mằng khó kiếm đồng tiền, ta người ta lựa rẻ mà ta mua ăn à. Dạ. Con thấy bây giờ cá họ cũng chạy vòng vòng họ bán. Cái gì cũng có hết trơn. Đa phần bây giờ đi chợ thì hơi khó. Quay rồi nè. Dạ. 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 Chắc mình đi vô coi Nhật làm cái đông hả cô? Nhật làm rồi, nhà mau. Xong hả Nhật? Nhật làm rồi, cảm ơn anh, nhà mới Nhật. Nhà anh Nhật chứ thôi. Mấy mẹ con làm mà bỏ liệu không? Nhà không có làm mà khổ. Làm gì cũng chắc chắn này nè. Thà mới luôn. Làm gì cũng không được chứ. Nay thì anh Nhật lên, anh Nhật làm lại cái phần bản lề cũng như là cái phần chốt cửa lại rồi nè cô chú ơi. Giờ thì mở ra mở vô sẽ tiện hơn. Chứ hôm trước con thấy cột cái cọng dây mỗi lần mà dở là phải ghim nguyên cái cửa lên. Ghim nguyên cái cửa mà nó nghe cái dầm không ai ngủ được. Dạ, giờ mình làm lại cái này thì nó an toàn, nó chắc chắn hơn nè. Chị An mới đi vô cái trời ơi, cửa gì nè, tới tủ hết rồi. Dạ. Ôi trời, cây nó lên nó mục dữ vậy nè hả cô? À, cây mối nó mục hết trơn rồi. Nó bung hết trơn rồi. Em nói nhà em nó ghẹo chứ. Mối quá trời mối, Nhật ơi. Cái này hồi xưa là cây tạp hả cô? Cây tạp không, cái này nó cho mà. Nó cho cái nhà từ thiện á. Dạ. Cho cây nó chắc cây tạp. Còn cái phần ổ điện anh Nhật định làm lại như thế nào cho cô Nhật hả? Mua cái ổ mới. Cái bảng điện mới đúng không? Mua bảng điện này luôn. Dạ. Dạ. Vậy là trong cái bảng điện này là có một cái công tắc, có sẵn một cái cầu dao với lại hai cái ổ cắm. Có hai ổ ghim. Dạ. Cái này là để trong đó hả anh? Để trong đó luôn. Dạ. 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 À, đây cô chú chị các bạn ơi, ở đây thì có một cái cầu chì luôn nè, bản điện mới thì có một cái công tắc đèn cộng với lại là hai cái ổ ghim để trong phòng cho em sử dụng thì rất là tiện lợi cũng như là an toàn luôn. Nói là bé học vậy đó hả chị? Ừ, nó hơi vậy đó. Cái bóng đèn nhỏ đó là để học bài á. Con ngủ hồi đó nó không có bắt lớn, tại vì giấc khuya. Giấc khuya cái nó thấy đi chợ thấy khuya, có bóng đèn sáng không được. Cho nên một chút đèn nó gắn một xíu rồi chùm che hết, nó học cái bóng đèn. Bỏ mấy đèn này, bỏ này. Dạ. Cái bóng đèn này anh Nhật đưa lên trên hay là để đây? Chắc mua bóng mới, bóng này nhỏ quá, không đủ độ sáng nè. Sáng nè. Sáng không? Sáng dữ lắm à. Sáng chắc đưa lên trên chút nữa. Trời ơi, nó sáng mà sáng trong luôn á. Cái đó là để cho bé học bài. Cái này bé nó học bài buổi tối. Cái nó ghim vô vậy đó nó học. Nó treo đi cho nó treo hai chút. Ủa, phía trong này cây cũng bị mối ăn hết trơn. Ừ. Ở trong này nó gỉu hết trơn. Tắt ổ điện nha. Dạ. Hôm nay thì con với là chị Nhàn lên để mà giao cái phần bí cho cô cũng như là nhờ anh Nhật làm lại cái phần bản điện. Thì ở đây anh Nhật cũng lên để mà kiểm tra và sửa lại rồi. Thì con xin phép là trả tiền cho anh Nhật cái phần tiền công cũng như là cái phần mua vật dụng để mà sửa lại cho cô. Thì anh Nhật có nói với em là 200.000 đồng đúng không ạ? Mua dạ đồ mấy bán điện với cái mấy bán lề đó. Có tính tiền công không? Không. Vậy là không có tính tiền công luôn ha. Cảm ơn anh Nhật nhiều luôn. Dạ. Dạ, ngày hôm nay thì hôm trước chị An lên thấy mấy cái bản điện cũng như là bản lề của cô bị hư á. Cho nên nó là chị An có nhờ Nhật lên để mà sửa chữa. Thì cái phần này là chị An giúp đỡ cho cô ạ. Cảm ơn chị An rất nhiều luôn. Dạ, chúc cho cô mua may bán đắt nha. Cái phần bí đó thì bán hết trong chiều nay luôn. Rồi, cảm ơn cô hết. Dạ, cảm ơn anh Nhật nha. Cảm ơn anh Nhật đã sửa giùm em nha. Dạ, em có xin phép. Dạ, xin phép bà.